cho bà, bà cho bà. Cho bà. Cho bà bông đi. Bà là bà bắt con chuột ở ngoài kia cho mẹ đi. Con chuột để tí. Bẻo 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 tí bó xôi nhá. Để lấy con chuột đi, lấy con chuột ở ngoài kia đi. Nơi đâu? Ở ngoài đấy, lúc nó vẫn cầm ở đấy hay nó ngậm ở trong mồm?